Hai, muốn trẻ khỏe hay trở về với thiên nhiên? Hơn 9 năm nay, tôi sống tại quận 9, được phước báo sở hữu một khu vườn vô cùng xinh xắn. Hơn nữa, nhờ Phật giáo giúp tôi cân bằng được cảm xúc trong cái cuộc sống của mình. Nó giúp tôi biết đủ và yêu quý giây phút hiện tại hơn. Mỗi ngày tôi luôn dành thời gian ra để dạo quanh khu vườn, trò chuyện cùng lá, hoa, chim chóc, và vì thế mà muôn hoa đua sắc. Và tôi nhận ra là mỗi sinh vật đều có nhận thức, đều có đời riêng, đều có số phận riêng. Vì vậy, khi nào mà bạn trò chuyện với chúng, thì rõ ràng là chúng sẽ lắng nghe và hoa lá bóng lớn hơn và sẽ trở thành một người bạn vô cùng quý báu, vô cùng thân thiết với bạn. Một người bạn trong im lặng mà có thể cảm thông được nhau rất là nhiều, hiểu được nhau như là đã tâm sự bao nhiêu đời rồi vậy á. Thật ra là 76 tuổi, 60 năm nghiệp cầm ca, nghe thì ớn ghê, không thể tưởng tượng được, cũng không thể hình dung được. Nhưng mà tôi thấy mình được rất là nhiều 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 phước báo từ tổ nghề, từ các đồng nghiệp, từ những công nhân hầu đài, rồi đặc biệt là những vị thầy, rồi còn đặc biệt hơn nữa là từ những vị khán giả tri âm tri kỷ. Tất cả những cái điều đó luôn luôn mãi mãi, tôi tin chắc như vậy, là cái sự thúc đẩy tôi cố gắng mỗi ngày trong hạnh phúc, trong niềm vui, để tự nâng mình lên, để cho xứng đáng với tất cả những cái tấm lòng đó, và để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với những cái điều thiêng liêng đó, mà không phải trong đời người mà ai cũng có thể được, mà chính là để không phụ lòng mọi người, không phụ lòng ông bà cha mẹ tổ phụ mình. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày càng gắm hoa, trong 3.000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Tất cả chúng ta đều xây, đều bảo vệ, đều bảo trì, đều phát triển cái ngôi nhà chung của chúng ta, tổ quốc ta và cả toàn cầu.